đến cho ekip phim mẹ chúng ta. Và xin được chúc cho gia đình của mình luôn đầm ấm hạnh phúc, đặc biệt là cô chú luôn khỏe mạnh để ủng hộ cho bước đường nghệ thuật và kinh doanh của nghệ sĩ Lý Gia Kỳ. Xin cảm ơn các bạn. Đây là bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Quốc, nên hy vọng là quý vị sẽ
¡Suscríbete al canal!
mời chị vào bên trong. Và bây giờ là sự góp mặt của nữ ca sĩ Lương Ly. Xin được mời Ly vào bên trong chị bạn. Quý vị ơi, hãy lưu lại thật nhiều những bất ảnh một bát nó của kẻ thứ ba quý vị nhé. Và nếu như doanh thu đạt được 100 tỷ thì Việt Nam chúng ta sẽ rất vui mừng vì có một cuốn phim được quý vị khán giả ủng hộ nồng nhiệt đến như vậy. Mong rằng đó sẽ là hiện thực. Cảm ơn ạ. Và bây giờ sẽ là sự góp mặt của
diễn viên của phim Nhảy Thứ Ba. Xin được mời diễn viên Kim Tuyến. Minh Hiếu cũng đã thấy chị xuất hiện ngay từ đầu. Không biết chị ở đâu ạ? Xin mời chị cùng bước ra sân khấu ạ. Xin được mời các anh chị chúng ta có thể cùng đứng sát